một mặt nhận tiêm bán bản quyền cho Nathan Lee, một mặt đồng ý cho người nghi là tình cũ được sử dụng ca khúc đó. Ủa anh gì đó ơi! Thưa quý khán giả của bản tin online, ngày hôm nay cộng đồng mạng được một phen ngỡ ngàng với những màn quay xe giữa tay ba Nathan Lee, Quốc Bảo và Thủy Tiên trước nghi án bản quyền ca khúc Giấc mơ tuyết trắng. Sau khi Nathan Lee tố Thủy Tiên trơ trẽn sử dụng chua ca khúc mà mình đã công khai mua bản quyền. Có xác nhận của tác giả thì phía nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng ngay lập tức đăng đàn công khai tin nhắn xin phép nhạc sĩ của bài hát được sử dụng trong buổi biểu diễn của mình. Sự việc chưa rõ đầu đuôi ra sao thì Nathan Lee tác thẳng đáp trả Thủy Tiên còn lâu với tin nhắn mình đã gia hạn mua bản quyền bài hát và đã thanh toán đầy đủ với tác giả. Thực hư giữa Nathan Lee và Thủy Tiên như thế nào, chúng ta khoan tạm bàn tới. Điều mà bản tin online muốn đặt ra ở đây là việc nhạc sĩ nhận tiền bán bản quyền xong lại tiếp tục đem bài hát đó cho người khác sử dụng. Vậy việc một nghệ sĩ bỏ tiền ra mua bản quyền liệu có ý nghĩa gì? Nathan Lee tôn trọng tác giả, tôn trọng quy sở hữu trí tuệ, tôn trọng mọi tác phẩm được tạo ra, nên anh không ngần ngại bỏ tiền ra mua bản quyền. Dù trên thực tế như Nathan Lee chia sẻ, anh vẫn chưa dùng đến, nhưng vẫn tiếp tục gia hàng bản quyền. Vậy thì về phía tác giả cũng nên tôn trọng nghệ sĩ, tôn trọng người đã bỏ tiền ra để mua bản quyền sản phẩm của mình và ít nhất cũng nên hỏi ý kiến trước khi đồng ý cho một nghệ sĩ khác sử dụng chùa ca khúc đã được mua trước đó. Còn quý khán giả thân yêu của bản tin online, quý vị nghĩ như thế nào trong trường hợp này ạ? À? Khi một mặt nhận tiền bản quyền của người này, mặt khác lại cho phép người khác được sử dụng chính ca khúc đó. Để lại ý kiến của quý vị ngay dưới video này quý vị nhé.